Chào cả nhà nhé. Ông anh bà chị có cây chay đây. Hồi trước mua cây mít thì giờ nó thoáng cây chay này. Chay da đỏ. Vành gốc là 80. Cây rất sạch sẽ nhé. Gốc là 80. Cách mét này là 70. Thoát 3 mét. Anh chị cắt cái cành này lý do là chay nó rụng vào đầu hàng xóm. Ngõ hàng xóm này là nó rụng lên đầu nên là bắt buộc phải cắt lên để lui cái toán trên nó tròn hơn các bạn nhé. Đấy. Xe đường nó cũng không phải vướng mà nó rụng quả nó rơi lên đầu nên là hàng xóm này dễ cãi nhau. Đấy. Cãi nhau đâu. Em đi mua trứng gà nhiều nhà bị ngã xe cây quả trứng gà đây này nó trượt mùa kia nó rụng nhiều này. Chạy nhé, thoát đúng 3 mét đến cái chỗ kia để nuôi nhé. Đây. Không, làm gì? Tán trên nó tán nó tròn, đang hoa chay bắt đầu mùa hoa này, vành 70 chuẩn, sân rất sạch sẽ nhé. Đang này tán tròn xe, cái bên trên tán tròn, bỏ hai cành kia rồi. Đấy. Rồi, ok nha.